Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình. Rồi ok anh em. Hôm nay thì thật sự với anh em là thời tiết mát mẻ mà nó cảm thấy tâm lý rất là thoải mái. Mình vào đây mình sẽ triển khai gọi là bộ môn hai mặt anh em nhé. Anh em nào mà đam mê thì bơi hết vào đây, mình chiến theo công thức của mình. Đảm bảo với anh em là khi triển khai theo công thức của mình thì auto win luôn anh em ạ. Đấy, đảm bảo với anh em là tỷ lệ win nó rất là cao luôn nhá. Thì hiện tại mình đang có 13 củ anh em này. 13 củ này mình sẽ chiến lên khoảng độ trên 16 củ là mình chốt anh em nhá. Rồi, hôm nay mình chơi là không theo nhiều hôm ấy, mình chơi theo cách bắt cầu, tức là đây này. Chơi theo cách bắt cầu ngắn này anh em nhé. Ví dụ đây nhá, là mình đánh cầu 22 là mình sẽ biệt một con tài chẳng hạn này, hoặc là ở bàn xanh thì mình bắt cầu 212 thì mình sẽ đánh một con xỉu chẳng hạn đấy. Nhưng hôm nay là bỏ luôn cái phương pháp bắt theo cầu anh em nhé, và hôm nay mình sẽ chơi theo lịch sử phiên anh em ạ. Rồi ok, đợi cho ra nốt tay này rồi mình vào mình triển khai theo lịch sử phiên anh em nhé. Đấy, chơi theo lịch sử phiên thì mình chơi khá là nhiều rồi anh em ạ, hiệu quả của nó thì cảm thấy nó cũng rất là cao anh em nhá. Rồi ok, đi một con xỉu này, quả này là đi quả xỉu 7 anh em này. Rồi quả xỉu 7 mình vào mình triển khai luôn nhá. Xỉu 7 tay đầu tiên là đi xỉu 9 này, xỉu 7 tay thứ hai là đi tài 11 này, xỉu 7 tay thứ 3 là đi tài 11 tiếp, tay thứ 4 là đi tài 12, tay thứ 5 đi tài 14, và tay thứ 6 mình bắt luôn một con tài anh em này, bắt một quả cầu bệt tài anh em nhé, pha luôn một con tài vào đây anh em này, đánh luôn quả cầu bệt anh em ạ. Rồi tay đầu tiên mình làm 2 củ rưỡi anh em nhé. Rồi, tay đầu tiên thang 2 củ rưỡi này. Trước khi ra kết quả của tay 2 củ rưỡi này thì anh em đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình em nhá. Ai chào 2 3 4 xỉu 9. Vãi cả trường, gãy luôn quả cầu anh em ơi. Rồi bắt quả xỉu 9 này đảm bảo win này, xỉu 9 đi tại 13 này. Xỉu 9 đi xỉu 10 này. Xỉu 9 đi xỉu 7 này. Xỉu 9 đi xỉu 5 này. Quả này xỉu 9 bắt con xỉu đảm bảo win luôn anh em nhé. Rồi làm 5 củ anh em ạ. Mình chiến theo cái công thức này thì thật sự với anh em là mình chiến rất là nhiều rồi, hiệu quả của nó cực kỳ cao anh em ạ. Có thể tay này vẫn gãy, nhưng nếu như gãy tay này tại hai tay sau mình all in là hút đấy. Ok, còn lại tài 12, hai tay sau là all in, khẳng định với anh em là all in tất mà chắc chắn sẽ hút nha. Tài 12 tay đầu đi tài này, tay thứ hai đi tài này, tay thứ ba cũng đi tài này, tay thứ tư đi xỉu này, tay thứ năm lại đi tài, tay thứ sáu quả này đánh con tài vào đây thì khẳng định win 100% anh em nhé. Phan con tài hút 100%, bắt quả cầu gọi là quả cầu 313 anh em nhé. Rồi ok, làm 6 củ này. Tay này húp 6 củ, tay sau ra bất kỳ một con gì ở lịch sử phiên mình cũng all in luôn, mà khẳng định 100% là win luôn anh em nhé. Rồi ok, húp này anh em này. Húp quả tài 11. Rồi ok, vào bắt lịch sử phiên tài 11 này, 641 đúng không anh em? Thang luôn quả tài 11 nhá. Tài 11 tay đầu là đi xỉu 7 này. 11 tay đầu đi xỉu 7 này.
Tay thứ hai đi xỉu 10 này. Tay thứ ba đi tài 12 này. Tay thứ tư đi xỉu 8 này. Tay thứ tư đi xỉu 8, tay thứ năm đi tài 12 này. Kinh nhà. Một tài, một xỉu, một tài, quả này đánh con xỉu anh em ạ, bởi vì nó đang cầu như này nhá, 212 nhưng mà nó bệt rồi anh em ạ. Rồi, all in luôn này. Rồi, ok, anh em thấy chưa? Quá chuẩn luôn phải không anh em? Khẳng định luôn đấy, nếu như ở đây nhá. Đây mà nó, đây này. Vẫn là con tài 11 này đúng không anh em? Hai xỉu này, một tài. Nếu như ở đây mà nó ra một con xỉu thì ở đây mình đánh tài. Nhưng ở đây ra tài nó lại đường cầu là 1 này, 1 này, 1 này. Tức là một tài, một xỉu, một tài. Thì ở đây mình đánh xỉu. Đấy, anh em thấy nó ổn áp chưa? Bởi vì nó ra quả đường cầu 11. Đấy là tài 11 đấy. Đấy, gãy hai tay đầu nó tại nó ra một quả cầu bệt đẹp quá anh em này. Đấy. Và đây nó cũng là một chen cầu bệt đẹp nên là mình gãy. Còn đây là mình bắt quả cầu 313 quá chuẩn luôn. Nếu như nó ra một con xỉu 9 nữa thì mình ở đây mình bắt thêm một con tài này. Còn ra tài 11 thì ở đây đảm bảo với anh em là đánh một con tài là hút luôn anh em nhá. Rồi ok. Thôi khả năng là từ 13 củ bây giờ lên 22 củ anh em ạ. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhé. Chúc anh em chiến theo cái công thức của mình thì ra trận phang đâu là húp đó anh em nhé. Anh em xem mà cảm thấy hay thì đừng quên hãy cho mình xin một like và thả một tim để ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.